Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cửa vàng bên em test cho mọi người tham khảo con cửa xích Echo Qrip CS42 nhé. Con này thì 42cc, hàng khai thác tầm trung. Đặc biệt là dòng 42cc nhưng mà có sử dụng giật trợ lực lớn, giật rất là nhẹ nhàng. Có bơm phụ e tự động này. Máy là nguyên zin luôn. Mặt lốc là mặt lốc nhôm nhé. Lam theo máy là lam Latin 50, phần cắt là còn 40, xích sử dụng là xích trung 325 nhé. Con này bên em ráp bộ lam xích mới rồi. Bên ốp lam. Rồi, em test đổ cho người tham khảo nhé. Có giật trợ lực nên giật rất là nhẹ nhàng nhé. Hàng thì chuẩn của Nhật Bản, hàng bãi đã qua sử dụng, bên em về vệ sinh nổ ngon lành hết rồi. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871942 nhé. Thì bên em bán với giá là 3.500.000 đồng bao ship tận nhà luôn nhé.